Em xin kính chào tất cả anh em mình đã quay trở lại và theo dõi kênh Đăng Khoa Audio nha. Clip hôm nay thì em sẽ giới thiệu với anh em mình là một cái cặp kèn ha. Cặp trung kèn của CBL anh em. Có model là LE85 nha. Đó, CBL LE85. Hàng USA anh em nha và họng CBL H91 ha, họng gang anh em nha. Và cái cặp này về thì tình trạng là nguyên zin ha, nguyên zin nguyên bản và hoạt động tốt anh em ha. Thì đây là một cũ ha, cũ bên đây là nó còn nguyên siêu anh em nha, nữa cũ bên đây là còn nguyên siêu nè. Thì cũ bên đây em tháo ra cho anh em mình xem cái đa pham phía bên trong nha. Cũ bên đây là còn nguyên ha, nguyên từ lúc hàng sản xuất ra, những cái siêu của CBL vẫn còn ha. Rồi thì cái mâm con thì rất là đẹp luôn em nha. Cặp này thì giá rất là tốt cho anh em mình chơi luôn ha. Anh em mình theo dõi clip nha, tí nữa thì em sẽ test chất âm ha. Và đây là phía bên trong anh em nha, ở phía dưới là bông tiêu âm ha, bông tiêu âm. Và đây là cái mâm con anh em nha, mâm con. Ở mâm con thì còn cực kỳ mới và đẹp luôn anh em ha. Và những con ốc này là chưa có tháo lần nào luôn nè ha. Có những con ốc thì nó bị dính mấy cái bông tiêu âm á ha. Nó bị dính mấy bông tiêu âm thì cũng còn nguyên luôn nha. Hai con bốn con ốc nằm ở trên á, mấy con ốc có cao thì dính cái bông tiêu âm phía trên anh em ha. Còn ba con dưới thì nó ít dính hơn nha. Những con ốc này là nguyên zin chưa tháo ra lần nào luôn ha. Mâm con phía bên trong đây. Cũ này là cũ Anico anh em nha. Cũ Anico nhưng mà rất là to ha. Dòng CBL LE85 này thì cho tiếng rất là hay trong tầm tiền luôn ha. Cặp này về thì nguyên zin ha, nguyên zin. Đó, cái bên đây là nguyên siêu luôn. Cái bên đây là em đã xem rồi, mâm con nguyên bản cho anh em mình nha. Đó. Đây, thì những con ốc này em cũng là người đầu tiên tháo luôn anh em nha, người đầu tiên tháo luôn. Đó, mấy con ốc em để đây nè, ốc rất là dài, đâm thẳng xuống túi ở dưới anh em ạ. Ha, đó, mâm con đây, anh em mình xem ha, rất là đẹp. Rồi, và đây là tổng thể về hai cái củ và họng kèn anh em nha. Hai cái củ và họng kèn nó như thế này đây ha. Họng của nó thì khá là đẹp ha, khá là nhìn khá dễ thương luôn. Và đây là bộ phận cái con phía bên trong ha, em tháo ra cho anh em mình cùng tham khảo nha. Đó, đời này là sử dụng con dây dẹp anh em nha, con như thế này mới gọi là chuẩn xịn nha. Đó, con là nguyên zin nguyên bản ha, và còn mâm con còn cực kỳ đẹp luôn. Và dây ha, dây thì cũng còn rất là sáng anh em nha. Đó, dây rất là sáng luôn. Và đời zin của những cái dòng này là con giấy ha, con được quấn trên một cái vòng giấy như thế này. Đó, là con xịn anh em nha, con xịn con rin. Đó, này mình thấy ha, rất là đẹp. Đó, bộ phận mâm từ đây anh em nha, và lỗ thoát tiếng cho con lo ha. Đó, cái mực đen đen này là nguyên zin ngày xưa hãng người ta làm, người ta vẽ lên anh em nha, người ta làm ký hiệu gì đó ha. Đó, và đây là bộ phận khe con nha, khe con. Đó, cái bên trong đây anh em nha, cái bên trong đây, cái thì nguyên siêu rồi ha, nguyên siêu thì anh em mình biết rồi. Đó, và đây cái này em quay cho anh em mình tham khảo luôn, rồi em sẽ đóng lại và em test chất âm ha, test chất âm cho anh em mình cùng nghe nha. Em test cho anh em mình cùng nghe một đoạn nhạc nha, và sau đó thì em sẽ báo giá cho anh em mình ha. Anh em mình nghe những cái tiếng gõ nó nghe rất là đã anh em nha. Lòng đã giận lòng, đừng khóc biệt ly mà sao khi tạ từ tràn mi nước mắt. Chia tay vì sao cuối mặt để người quay lưng nghe tim mình quặn thắt. Người chẳng phụ người mà vẫn dở ra, tại ta hay tại trời bày ra số rồi. Ok, em test một đoạn nhạc ngắn cho anh em mình tham khảo chất âm xíu thôi nha, chứ dòng này thì anh em mình chơi audio thì đa phần ai cũng đã từng biết qua cái dòng kèn CBL LE85 này rồi ha. Đó, và cái họng CBL H91 anh em nha. Thì em đang test một đoạn nhạc trên cái cặp cũ này và cặp họng này ha. Chỉ riêng của mình cặp kèn này hát thôi anh em nha. Thì anh em mình có thể nghe được cái tiếng lời ca sĩ ha, và cái tiếng đầu cũ nó rất là tốt anh em nha, tiếng dãy cao rất là tuyệt vời luôn, từ dãy tiếng mít trầm của ca sĩ á thì anh em mình đã nghe rất là tốt rồi ha, và lên tới cả mít cao của lời ca sĩ luôn nha anh em nha, và có cả tiếng trap nghe cũng rất là hay trên cặp này nha. Thì nói chung là anh em mình đang cần tìm một cặp kèn ha, đó, về để mà anh em mình phối ghép vô cái bộ vàng của anh em mình thì mình có thể chơi cặp này, giá rất là tốt anh em nha. Và cặp này thì anh em mình có thể lắp thùng ha, lắp thùng hoặc là anh em mình để rời phía bên trên nóc thùng lo gì cũng đều được hết anh em nha. Và em sẽ quay về cái họng kèn cho anh em mình xem ha. Và đây là bộ phận họng kèn anh em nha, mặt tiền thì nó còn khá là đẹp luôn nha, còn khá là đẹp. Em sẽ đo kích thước cho anh em mình cùng xem ha. Đó,
kích thước chiều ngang nha, chiều ngang của em nó là hơn 15 phân anh em nha, nó đo cả hết vành tròn luôn là hơn 15 phân ha, và chiều cao là 30 phân ha, lên tới trên luôn là tầm 31 phân hơn anh em nha, đó. Tầm 31 phân lên tới trên này luôn anh em nha, từ dưới lên tới trên luôn ha. Và đây là bộ phận họng kèn ha, họng kèn. Đây, em sẽ quay về cái củ loa ha, đó, đây là cái củ CBL LE85 ha, 8 ohm anh em nha, hàng sản xuất tại Mỹ ha. Rồi và đây là bộ phận họng kèn đây nha, họng kèn H91 anh em nha, H91. Và tổng thể về củ kèn đây thì cặp kèn này nó cũng có một vài khuyết điểm anh em nha, một vài khuyết điểm đây anh em có thể thấy ha. Nói chung là còn tương đối là đẹp và giá cặp này thì rất là tốt cho nên mình chơi luôn nha, giá rất là tốt ha. Rồi tổng thể về cái còn lại đây anh em ạ, nha, cái còn lại đây, cái này lúc nãy là em tháo ra cho nên mình cùng xem phía bên trong nè. Rồi anh em mình cùng xem một vòng ha, đây anh em nha. Thì em sẽ quay như vậy thì anh em mình đa phần ở xa nhìn qua video thì anh em mình cũng đã thấy hết rồi ha. Cặp này thì giá cho anh em mình là 13 triệu rưỡi em nha, đó, 13 triệu rưỡi cặp này ha, cặp CBL LE85 và cặp họng CBL H91 nha. Đó. Cặp này lần trước em bán 17 triệu anh em nha, đó, 17 triệu, cặp này thì giá chỉ có 13 triệu rưỡi thôi ha, cũng đã khá là lâu rồi mới có hàng lại nha. Anh em mình có nhu cầu cặp này thì mình liên hệ cho em nha, tại cặp này em mua được cái giá tốt anh em, mua được giá tốt thì bán cho anh em mình là nói chung là giá cho anh em mình dễ chơi luôn ha. Chứ dòng kèn CBL LE175 này với lại là CBL LE85 nha, đó. Đời 85 này cũ nó gấu hơn cái đời 175 anh em nha. Đó, CBL LE85 và họng H91 này ha. Giá là 13 triệu rưỡi anh em nha. Có đôi khi anh em mình đi mua một cặp cũ này thôi giá cũng đã tầm 13 triệu mấy 14 triệu một cặp rồi nha. Đây em sưu tầm cặp này về được giá tốt thì em bán cho anh em mình nói chung là sát giá cho nên mình dễ chơi ha. Và anh em mình có nhu cầu thì mình liên hệ cho em qua hai số điện thoại phía trên màn hình nha. Và clip em xin được kết thúc tại đây. Em xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh em mình trong clip tiếp theo nha.